Kỷ luật sẽ đưa bạn đến nơi mà động lực không có làm được. Tại vì động lực á, đó là khi nào mình có hứng thì mới làm, mà mình không có hứng thì mình không có làm. Còn kỷ luật á, nó là những cái hành động lặp đi lặp lại, thậm chí là không có cảm xúc, rất là nhàm chán. Thay vì động lực á, là ngày này làm 10, ngày hôm sau không làm gì hết, thì kỷ luật á, mỗi ngày làm 1, 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 cho tới khi mà nó hoàn thành tới 100 thì thôi. Đừng tự dằn vặt mình từ những lỗi sai đã cũ, hãy tiến về phía trước dù chỉ là nửa bước. Bao thử thách vẫn ở phía trước, liệu rằng ta có vững bước vượt qua? Chỉ là vài câu yêu thương thế thôi, bao đêm dài nghĩ cái đáng nói, chỉ biết lặng im ơi sao bồi dối, dẫu cho giờ con tim rung động rồi. Câu này hay nha mọi người. Người ta nói rằng đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Để lắng nghe trái tim mình, để từng bước vượt qua giới hạn của bản thân. Tôi tin chắc chắn rằng niềm tin là một liều thuốc tốt nhất giúp các bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Hãy dám ước mơ và tin vào giấc mơ của mọi người. Không kỳ vọng sẽ không có thất vọng. Nhưng nếu như bạn không có kỳ vọng, thì làm sao bạn biết được dáng vẻ hạnh phúc của mình sẽ trông như thế nào? Chiều của bạn, hãy biến bản thân trở thành kỳ tích. Tớ biết, hiện tại việc học hành khiến cậu trở nên áp lực và mệt mỏi. Cậu không còn đủ sức nhìn rõ mọi thứ nữa. Thể chất, tinh thần và tương lai, mọi thứ đều mơ hồ không rõ. Thế nhưng, mỗi người chúng mình lại có một con đường riêng để đi, và không ai có thể đi thay mình trên con đường ấy. Mong cậu nhất định đừng buông xuôi xuống, bởi vì cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ dừng lại ở đây. Lý do để từ bỏ thì rất nhiều, nhưng lý do để cố gắng thì chỉ có một. Kiên cường hơn một chút, nỗ lực thêm một chút. Hãy luôn tin rằng mọi thứ tốt đẹp đều đang dần chậm đến. Miễn là bạn không bao giờ khuất phục trước thất bại, bạn sẽ có được vinh quang. Chill, got a circle to roll. Married to the money, introduce me.
cố gắng hết sức trong khả năng của mẹ, chỉ để mình có nhiều sự lựa chọn hơn đối với cuộc đời mà mình mong muốn. Cuộc đời mình muốn là gì thì đó là việc của mình, và mẹ mình chưa bao giờ bắt là mình phải đi theo một cái kiểu cuộc đời nào ấy. Cả gia đình mình đã nuôi mình bằng tất cả sự yêu thương, sự hy vọng và cả ước mơ nữa. Nhưng mà chưa bao giờ họ bắt mình sống tiếp với ước mơ của họ ấy. Họ cho mình được kỳ tích không chiếu cố bạn, hãy biến bản thân trở thành kỳ tích. Tớ biết, hiện tại việc học hành khiến cậu trở nên áp lực và mệt mỏi. Cậu không còn đủ sức nhìn rõ mọi thứ nữa, thể chất, tinh thần và tương lai, mọi thứ đều mơ hồ không rõ. Thế nhưng, mỗi người chúng mình lại có một con đường riêng để đi, và không ai có thể đi thay mình trên con đường ấy. Mong cậu nhất định đừng buông xuôi xuống, bởi vì cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ dừng lại ở đây. Lý do để từ bỏ thì rất nhiều, nhưng lý do để cố gắng thì chỉ có một: kiên cường hơn một chút, nỗ lực thêm một chút. Hãy luôn